Hai anh em mình xin kính chào các bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và ăn an. Anh ba, hôm nay ăn thịt rồi, hôm nay ăn cái món đặc sản miền quê mình ha. Ừ. Đây có chuẩn bị là hai con khô cá sặc chiên, rồi thịt nướng, ba khía, đặc sản là ba khía. Ba khía này là ba khía Cà Mau luôn nè. Có nem nướng, rồi bún bì, trứng, hả? Nói chung là dưa mắm nữa. Hôm nay ăn đủ loại luôn. Nhưng mà cái này thì em nghĩ anh không ăn không ngán á. Ba ký rưỡi, hơn 3,5 kg. Đó. Hôm nay là nguyên si luôn á. Thử ngon này, thử coi sao ha. Ừ. Nãy giờ hai anh em mình cũng chờ cho hết mưa. Mà mưa hoài. Tiếng hơi ồn, cũng rất mong cô bác anh chị bà thông cảm. Bây giờ cái xương thì loại bỏ vô, ba ký loại bỏ, còn như tất cả hết ha. Như vô bấm á, hỏi mà mặn quá thì ăn được nhiêu ăn. Nói chung là không có bao nhiêu trăm gram đâu ha. Vô mắm á hết ăn được 35 phút. Trời, 35 phút thì được 2 triệu ha. Bà tối rồi hỏi ước ha. Ừ, bà tối rồi để hỏi. Dạ, bà tối rồi. Mời tôi chú anh chị các bạn một cơm với cá sặc nha chi. 1, 2, 3. Hồi bữa ăn thịt á thì ăn thịt hoài, đôi lúc cũng ngán. Hôm nay ăn đặc sản Cà Mau đi. Ba khía, khô cá sặc, vô mắm. Đó. Vô mắm là của cầu quan. Ừ, vô mắm cầu quan. Vô là vô y, vô phải là mắm. Vô y là tức là người ta muối bằng muối chứ không phải là có mắm trong đó. Thành ra thử mắm cũng được, không sao. Đó, mưa. Mưa hoài, mưa không ngớt. Xé không có sặc ăn vô. Con sặc này em mua rồi em thử rồi đó. Nó lạc vô, ngon lắm. Khô có sặc mà mặn em không ăn đâu. Mà khô là khô là em quen. Tại hồi đó bán khô, khô là lựa khô cái sặc. Người ta làm là khô sặc sống. Thịt nó rất là chắc. Mà lạc. Rồi mấy cái sạc mà cái sạc máy á, mở, nhóc mở. Bỏ vỏ. Tính nước vỏ rồi hả vậy? Thôi ha. Quá. Bà bóng quá không ăn thịt hoài, hôm nay gặp ma khía, nhai luôn vỏ luôn. Vỏ anh ơi. Một mâm rồi hơi bị nhiều. Sao cái sặc vừa ăn không? Được. Được hả? Đây, cái sặc là lạc. Sặc là có lý nhờ. Có lý hả? À? À, cái khô cái sặc, khô cái sống đó, nhìn thấy thịt nó đỏ tươi đó. À. Với chất lượng từ xương anh bơi. Ừ. Từ trình xương á, cá sặc mở không có chào mắm chua lên cái mâm rồi, cũng là y ăn là vừa ăn kèm với khô với lại với mắm rồi vô là vừa ăn, khỏi cần chai nước xương gì thêm.
Thôi quá, hết mưa rồi. Mà khiếp bằng không? Được, vừa ăn rồi. Vừa ăn hả? Ừ. Khô này bốc cái ngon, khô vô mắm rồi ha, bốc ăn theo kiểu miền Tây ăn bốc. Mang bài xưa vợ cơm nguội đi heo ra ruộng ăn cơm vô mắm bọc khía rồi bốc không. Ừ.
Rồi, 25 phút hết cái mâm cơm. Sao hôm nay ăn mấy cái ba khía khô đồ cảm nhận là sao anh ta? Ngon. Ngon à? Ngon, không ăn ngán, nhìn thấy mặt tươi quá tươi. Ok, cái hai anh em không nợ nặng gì nhau đó nha. Tuổi rồi. Hai anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an. Xin chào, hẹn gặp lại.